Máy hút bụi ô tô, máy bơm lớp ô tô đa năng 4 trong 1, hút bụi, bơm lớp, đo áp suất lớp và đèn pin chiếu sáng. Với thiết kế thông minh, máy hút bụi mang đến 4 chức năng như sau: hút bụi xe ô tô, bơm lớp xe ô tô, đo áp suất lớp, chiếu sáng bằng đèn LED tích hợp. Máy hút bụi bơm lớp ô tô được thiết kế nhỏ gọn, thân thiện với người sử dụng và có nhiều ưu điểm. Khả năng bơm siêu nhanh chỉ trong 80 giây. Vệ sinh bộ lọc dễ dàng và không bám bẩn, công nghệ lốc xoáy 360 độ. Động cơ mạnh mẽ và hiệu quả giúp hút và bơm nhanh. Với động cơ mạnh mẽ và hiệu quả giúp hút và bơm nhanh, khỏe nhưng sử dụng lâu không bị nóng máy. Với nhiều đầu thay đi kèm mang đến cho máy hút bụi khả năng hút bay mọi bụi bẩn ở các ngõ ngách. Máy có đèn pin đi kèm giúp chiếu sáng ở những khu vực tối nhất và khó nhất mà bạn không ngờ đến. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Ở Đâu Rẻ Nhất. Với phương châm là tìm kiếm những shop bán hàng uy tín với chất lượng sản phẩm tốt và giá cả hợp lý để gửi thông tin đến cho các bạn, mình xin chia sẻ dòng máy hút bụi ô tô đa năng được bán trên Shopee, được đánh giá 4.9 sao với hơn 3.000 sản phẩm đã bán rồi. Giá của sản phẩm đang giảm 43%, 399.000 cho một cái máy hút bụi đa năng như thế này. Với chức năng là 4 trong 1, hút bụi, bơm lớp, đo áp suất lớp và đèn pin chiếu sáng. Chiếc máy này sẽ hỗ trợ cho các bạn rất nhiều. Nếu có nhu cầu sử dụng, hãy click ngay vào đường link mình đặt sẵn bên dưới phần mô tả của video các bạn nhé. Mình sẽ xem qua một số đánh giá của khách hàng nha. Sản phẩm tốt, giao hàng nhanh, đóng gói kỹ, đẹp, chắc chắn, nói chung là ok. Máy hút bụi xịn, mạnh, giao hàng nhanh, shop tư vấn nhiệt tình. Đây là video thực tế khách hàng đã mua sản phẩm này về nè, các bạn có thể tham khảo nha. Đã nhận được hàng, kiểm tra đúng sản phẩm đã đặt, chất lượng chấp nhận được vì giá rẻ, giao hàng nhanh hơn dịp Tết. Nói chung thì một chiếc máy hút bụi ô tô thì không thể thiếu cho những gia đình nào mà chúng ta có sử dụng ô tô, đúng không các bạn? Chiếc máy hút bụi này sẽ giúp cho chiếc xe của chúng ta trở nên ngăn nắp, gọn gàng và sạch sẽ hơn rất là nhiều. Khi mà các bạn sử dụng dòng máy hút bụi 4 trong 1 này, nó sẽ hỗ trợ tối đa những cái công năng của nó mang lại thì hết sức tuyệt vời. Đây là một shop bán hàng uy tín nên các bạn an tâm mua hàng nha. Video chia sẻ sản phẩm của mình ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn cũng đừng quên like, share, đăng ký kênh và rung chuông để nhận được những video mới nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại.